Chào mừng các bạn đến với Mua Xe Car Shop. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mã mô hình tỷ lệ 1.32, được mình đánh giá là tốt nhất trong tầm giá dưới 200.000. Và đây là mẫu BMW Manhart MH8 800. Manhart MH8 800 là một phiên bản của mẫu BMW M8 Competition. Và đây được đánh giá là mẫu nhanh nhất. MH8 800 chỉ cần 2,6 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km, và khi tăng từ 100 đến 200 km chỉ trong 5,7 giây, và tốc độ tối đa có thể lên tới 311 km. Và kết quả này đã đưa MH8 800 trở thành chiếc M8 Competition nhanh nhất. Xe sử dụng màu đen bóng và các giải màu vàng đồng tương phản với lớp sơn đen. Mặt trước thì vẫn là thiết kế dạng quả thận quen thuộc, là điểm nhấn nhận dạng trên các mẫu xe của hãng BMW. Đèn pha ở hình phá cách với các đường vuốt cong sắc nhọn và ấn tượng. Hai hốc hút gió kích thước cỡ lớn có thiết kế bo tròn các góc với rất nhiều tổ ong nhỏ bên trong, trông rất lạ mắt, giúp gia tăng vẻ hâm mộ cho xe. Nhìn từ thân xe thì ta có thể thấy được đây là một mẫu Grand Couple 4 chỗ. Xe sử dụng bộ la răng 5 chéo kép được mạ chrome sáng, làm cực kỳ giống với mẫu xe thật, nõm ở chính giữa. Trên thân xe thì cũng có dòng chữ MH8800. Về phần đuôi xe thì cụm liền hậu kéo khá là dài từ phần hông xe. Chính giữa thì vẫn là logo biểu tượng của BMW. Trang trí nổi bật cho phần đuôi xe là cụm bốn ống xả hình tròn, hài hòa cân đối được chia ra ở hai bên. Trần xe thì được sơn màu đen nhám. Xe mở được capo trước, hai cửa và cốp sau. Cũng hiếm có xe nào tỷ lệ 1.32 mà phần động cơ phía trước được làm khá là tỉ mỉ như mẫu BMW MH8 800 này của JZ. Ngoài ra thì xe còn có âm thanh nền điện. Và trong tầm giá chưa tới 200.000 thì mình đánh giá đây là một mẫu mô hình xe có chất lượng tốt nhất mà bên shop mình đang sở hữu. Và mẫu này thì có hai màu, màu đen và màu đỏ. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ website carshop.com.vn hoặc là fanpage mô hình xe cơ giới carshop. Nếu có ý kiến đóng góp hay câu hỏi thì các bạn hãy comment xuống phần bên dưới. Cảm ơn các bạn đã xem.